Một La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Uruguela trên bờ sông Neranchara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng đắc đẳng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già thời hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh thứ nhất khéo thuận chiều tác ý lý duyên khởi, do cái này có mặt cái kia hiện hữu, do cái này sanh cái kia sanh, tức là duyên vô minh, có các hành duyên các hành, có thức duyên thức, có danh sắc duyên danh sắc, có sáu xứ duyên sáu xứ, có xúc có duyên xúc, có thọ duyên thọ, có ái duyên ái, có thủ duyên thủ, có hữu duyên hữu, có sanh duyên sanh, có già chết sầu bi khổ u não. Như vậy là sự tập khởi của khổ này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Một, thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối với vị Bà La Môn, nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì quản tri hoàn toàn pháp cùng với các nhân. Bài 2 La Mã. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại Uruvela trên bờ sông Neranchara dưới gốc cây Bồ Đề khi mới chứng chánh giác, chánh trạng giác. Lúc bấy giờ Thế Tôn trong 7 ngày ngồi trong một thế ngồi kiết già thọ hưởng lạc giải thoát. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày ấy ra khỏi định ấy, trong đêm canh giữa khéo nghịch chiều tác ý lý thuyết duyên khởi, do cái này không có mặt cái kia không hiện hữu, do cái này diệt cái kia diệt, tức là vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt nên sanh danh sắc diệt, do danh sắc diệt sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ u não diệt. Như vậy là đoạn diệt của khổ uẩn này. Rồi Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy nói lên lời cảm hứng này. Hai, thật sự khi các pháp có mặt, dạ con xin sám hối. Thật sự khi các pháp có mặt hiện khởi lên đối với vị Bà La Môn, nhiệt tâm hành thiền định, khi ấy với vị ấy các nghi hoặc tiêu trừ, vì đã biết hoàn toàn sự tiêu diệt các duyên. Nam Mô Bụt Tha Giá Bà. Nhanh dần đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong trung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Tượng Tọa Minh Hạnh của Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta lại tiếp tục học cái bài của một loạt bài ở trong thập nhị nhân duyên hay là giáo lý duyên khởi, một cái giáo lý rất là sâu sắc, đặc biệt trong đời sống của chúng sanh luân hồi sinh tử. Và điều này được Đức Phật giác ngộ và thấy rõ được những sự vận hành của giáo lý duyên khởi này. Do vậy thì Đức Phật Ngài đã trình bày rõ về giáo lý duyên khởi này. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục học qua cái chi thứ hai, đó là chi hành. Chi hành. Và chi hành này thì nó lại có liên quan đến cái chi thức.
tức là thức tái sanh. Thì lần lượt chúng tôi sẽ giảng dạy với cái ý nghĩa của cái bài học hôm nay. Trước khi giảng cái bài học này đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo Đảnh Lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakavanna Piwa Đề Tâm Đảnh Lễ Đức Thế Tôn Bậc Biso Gawata Tham Mô Tham Măng Nát Ma Sa Mí Nhất Tâm Đảnh Lễ Giáo Pháp do Đức Thế Tôn Đạo Chuyển Mê Khai Ngộ Ly Khổ Đắc Lạc Thiết Thực Hiện Tiền Vượt Thời Gian Đến Để Chứng Ngộ Anh tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh là phước điện của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong với Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Buddhaya. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay vừa rồi thì chúng ta qua cái chi vô minh, bây giờ chúng ta lại học qua cái chi hành. Chữ hành ở trong cái danh từ Bali gọi là sankhara, sankhara. Chữ hành nó thường là người ta nói là thân hành, khẩu hành và ý hành, nhưng mà trong cái nghĩa ở đây chữ hành, chữ sankhara, tức là chỉ cho cái gì, chỉ cho cái sự tạo tác, chỉ cho cái sự tạo tác, và chỉ rõ đó, ở đây đó cho chúng ta thấy rằng nếu mà ai học về diệu pháp thì biết đó chính là sở hữu tư, sở hữu tư hành, tức là sở hữu tư. Chúng ta hiểu đó là chúng ta có mặt trong cuộc đời này thì là do cái sự tạo tác, do cái sự tạo tác, do chúng ta tạo tác cho nên là có đầu tư, có tạo tác cho nên là chúng ta có cái sự hiện hữu. Và ở trong cái chi hành thì quý vị biết rằng là có một cái hình ảnh của một cái người đàn ông ngồi xung quanh cái đống đồ gốm của mình, nắng ra những cái đống đồ gốm của mình, đó là chén, tô, bát, đĩa gì đó, ngồi xung quanh cái đống đồ gốm là tượng trưng cho cái người tạo tác, cái người tạo tác, người tạo tác. Và khi hành ở đây là có nghĩa là cái sự tạo tác, đầu tư, đầu tư. Và nói rõ hơn theo vi diệu pháp đó, thì hành chính là sở hữu tư, chetana, chetana. Như chúng ta biết rằng hầu như các cái tâm động lực đó đều có động lực, tức là tâm chawana, tức là động lực đó, thì đều có cái sở hữu tư hết, đều có sở hữu tư. Nhưng mà ở đâu nó có đầu tư, có tạo tác. Giống như quý vị thấy rằng là khi nhỏ đó, mình đi học bao nhiêu năm học phổ thông, tức là 12 năm học phổ thông. Rồi khi mà mình thi tú tài đậu rồi đó, thì mình muốn thi vào trong đại học, mình học bao nhiêu năm đại học nữa, sau này mình trở ra thành bác sĩ, kỹ sư gì đó,
Thì nếu mà mình trở thành bác sĩ kỹ sư là do 12 năm mình học học phổ thông, rồi bao nhiêu năm học bác sĩ kỹ sư gì đó, đó bao nhiêu năm học và cuối cùng mình trở thành một bác sĩ, một kỹ sư, và ngày hôm nay mình trở thành bác sĩ kỹ sư gì đó thì chính là do 12 năm học phổ thông đó và do bao nhiêu năm học đại học, từ đại học y cho đến đại học bên Bách Khoa hay là các thứ, tức là mình học chuyên ngành gì đó thì sau này mình sẽ ra cái chuyên ngành đó, tức là mình sẽ trở thành một bác sĩ kỹ sư gì đó thì mình sẽ trở thành một cái chuyên ngành, một cái vị bác sĩ kỹ sư là do mình có đầu tư. Thì cái việc hành ở đây đó có nghĩa là mình có đầu tư, có tạo tác. Cho nên hành ở đây đó là một cái, phải nói nó là một cái then chốt quan trọng. Cái then chốt quan trọng, bản tướng của hành đó, đó là quý vị biết rằng, xin lỗi, cái bản chất của hành đó là do mình có cái sự đầu tư tạo tác. Như vậy thì ở đâu mà mình có đầu tư, mình tạo tác ra thì cái đó là hạnh. Thì chúng ta thấy rằng là chúng ta hiện hữu làm thân người, ha, rồi chúng ta sanh vào trong khổ thú, rồi chúng ta sanh vào ở trong cõi chư thiên dục giới, hay chúng ta sanh vào trong cõi phạm thiên sắc giới vật vô sắc giới. Cái đó là do cái sự tạo tác của chính mình. Các vị nhớ ở trong kinh Pháp Cú đầu, kệ ngôn Pháp Cú đầu tiên số 1 và số 2 đó, thì Đức Phật Ngài dạy rằng là nếu trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, như xe lăn bánh khổ liền theo sau. Trong các pháp do tâm làm chủ, tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên, tâm thanh tạo nghiệp tốt hiền, như xe lăn bánh, như bóng không rời hình. Tức là nếu với tâm thanh tịnh thì giống như là bóng không rời hình. Thì ở đây á, chữ tâm ở đây đó mà mình hiểu đó là cái pháp, chữ pháp mà dẫn đầu ở đây chính là sở hữu tư. Sở hữu tư mình đầu tư, hay nói cách khác tức là mình tạo nghiệp, tạo nghiệp, tạo nghiệp. Như vậy cho nên cái hình ảnh mà chúng ta thấy đó là một cái người đàn ông ngồi xung quanh mình chất những đồ gốm như là chén, tô, đĩa, bát gì đó xung quanh mình. Vậy cái đó là do người đàn ông này nhào nắng nó ra rồi nung nấu nó và trở thành những cái món đồ gốm đó. Những cái sản phẩm mà người đàn ông này có được là do người đàn ông này đã đầu tư từ cái việc nhào đất sét rồi nắng thành một cái đĩa, cái bát, cái tô hay cái chén gì đó rồi nung nấu nó, rồi cuối cùng trở thành cái sản phẩm là do cái sự đầu tư đó. Như vậy thì hành là chúng ta hiểu là cái sự tạo tác, và trong ba cái nhân, để trong ba cái luân ở trong giáo lý duyên khởi đó, thì một là phiền não luân, hai là nghiệp luân, ba là quả luân. Thì phiền não luân đó, đó là vô minh, tham ái và chấp thủ, đó là phiền não, bởi đó là những cái chất xúc tác tạo thành khiến cho chúng ta phải hành động. Và nghiệp luân ở đây là chỉ cho hành và hữu, thì trong đó có cái chi hành, hành tức là tạo tác. Cho nên hành ở đây cũng có thể hiểu là nghiệp, cũng có thể là hiểu là nghiệp. Như vậy thì nói cho cụ thể hơn đó, rõ hơn á, thì chính là sở hữu tư. Sở hữu tư, mà sở hữu tư ở đây là gì quý vị? Đó là sự chủ tâm tạo tác.
sự chủ tâm tạo tác. Và trước tiên đó là ta nói đến hành, cái thứ nhất á, là chỉ cho cái phi phúc hành. Phi phúc hành á, là ở đây á, cái chữ phi phúc hành á, là abunyata sankara, abunya pisankara, có nghĩa là phi phúc hành. Phi phúc hành có nghĩa là những cái hành động mà tạo bằng cái nghiệp bất thiện, tạo bằng cái nghiệp bất thiện. Và ở đây chỉ rõ chính là sở hữu tư ở trong 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện. Như vậy thấy 12 tâm bất thiện thì trong đó có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si. Như vậy thì cái động cơ nào khiến cho chúng ta phải tham? Tức là sở hữu tư mà phối hợp ở trong những cái tâm tham, tám tâm tham đó, và khiến cho chúng ta tham ở trong ngũ dục, chúng ta tham trong cái sự tái sanh, rồi chúng ta tham trong cái sự hiện hữu, rồi chúng ta tham ở trong cái sự thỏa thích nào đó, thì cái đó là tham. Cho nên ở đây đó là chính nói rõ đó, là ở đây đó là chính sở hữu tư đó họp ở trong 12 tâm bất thiện, và chính cái 12 tâm bất thiện đó đó, 8 tâm tham, 2 tâm sân. Ví dụ như là một người tham đắm trong một cái gì đó, thích thú trong một cái gì đó. Ví dụ bây giờ chúng ta thích thú trong sắc thinh hương vị xúc, chúng ta tham đắm trong sắc thinh hương vị xúc, rồi chúng ta tham trong cái ái dục, chúng ta thỏa thích trong cái ái dục. Thì khi chúng ta thỏa thích ở trong cái ái dục, ham muốn ở trong cái ái dục, và khi chúng ta khiến cho chúng ta phải hành động, và khiến chúng ta hành động ở đây là chính là sở hữu tư, chúng ta khiến cho chúng ta phải hành động. Rồi một người tham lợi lộc cũng vậy, cái gì tham lợi lộc. Ví dụ mình tham lợi lộc mà khiến cho mình phải sát sanh, tham lợi lộc cho mình khiến cho mình phải hành động một cách sai trái, rồi cho do cái lòng tham, do cái sở hữu tư này phối hợp với những cái tâm tham đó, cho nên khiến là mình tạo ra cái nghiệp bất thiện, tạo ra cái nghiệp bất thiện. Và khi mà mình tạo cái nghiệp bất thiện thì sanh vào khổ cảnh, sanh vào khổ cảnh. Vì vậy cho nên là nói rằng là chính cái sở hữu tư phối hợp ở trong tâm tham cho sanh vào trong khổ cảnh, cho sanh vào cảnh. Mà chúng ta thấy rằng một chỗ chúng sanh á, sanh ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula cũng bắt nguồn ở cái tâm tham đó. Cái thứ hai nữa là cũng chính cái sở hữu tư này mà phối hợp ở trong tâm sân. Chúng ta có hai cái tâm sân, nếu chúng ta học về diệu pháp á, thì có hai cái tâm sân, một cái tâm sân hữu trợ và một cái tâm sân vô trợ. Thì khi mà sở hữu tư này phối hợp với những cái tâm sân, khiến chúng ta nói năng, chúng ta hành động, hay nói là thân hành động bất thiện, hay là khẩu hành động bất thiện đó. Và vì vậy cho nên là khiến cho chúng ta phải sanh vào trong khổ cảnh. Bởi vì hành động chúng ta làm thì nó sẽ có cái kết quả. Cái quả mà chúng ta nhận là do cái hành động chúng ta làm, chúng ta đã đầu tư tạo tác ra đó, cho nên là khiến cho chúng ta phải có cái quả. Mà cái quả ở đây là bắt nguồn từ ở cái tâm bất thiện. Nếu với ý ô nhiễm, các vị nhớ đó, nếu với ý ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau như xe chân vật kéo. Cho nên cái hành động ở đây đó là mình nói đến cái do cái tâm sân. Cái hành động thứ hai nữa đó, mình có thể nói rằng cũng chính sở hữu tư mà phối hợp ở trong những cái tâm si của mình. Tâm si ở đây nó rõ chính là si hoài nghi đó quý vị.
Si phóng dật nó chỉ là nhân để luân hồi, nó làm nhân để luân hồi, chứ nó không phải là làm nhân để đưa đến quả khổ cảnh. Làm nhân đến quả khổ cảnh là chỉ có si hoài nghi thôi, chính hoài nghi Phật, hoài nghi Pháp, hoài nghi Tăng, hoài nghi luân hồi nghiệp báo, hoài nghi sơ thanh tịnh, hay là hoài nghi cái gì đó. Chúng ta hoài nghi về ở trong cái giáo lý duyên khởi chẳng hạn, hay là chúng ta hoài nghi như vậy, đó là hoài nghi một trạng thái hết sức là không nhận định rõ được và rất là phân vân, rất là lưỡng lự, không có quyết đoán trong cái thiện pháp của chính mình. Như vậy là do cái hoài nghi á, cho nên khiến chúng ta phải sanh vào trong khổ cảnh, sanh vào trong khổ cảnh. Cho nên sở hữu tư ở đây đó là phối hợp ở trong những cái tâm bất thiện, trừ ra cái tâm si phóng dật mà thôi. Bởi vì tâm si phóng dật nó chỉ là nhân để đưa đến luân hồi, chứ nó không phải là nhân để đưa đến cái khổ quả, khổ quả. Vì vậy cho nên là chúng sanh sanh ở trong khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula là do cái gì? Do chúng ta đầu tư tạo tác trong cái hành động mà ở đây là phi phúc hạnh, tức là hành động bất thiện đó. Hành động bất thiện, hành động bất thiện. Và khi mà cái tâm quả mà đưa đến, cho nên là cái tâm quả chúng ta tái sanh tạo nên cái sắc nghiệp, tạo nên sắc nghiệp. Chúng ta thấy cái sắc nghiệp của một đứa trẻ đi, đứa trẻ nó bị khuyết tật ở trong bụng mẹ, nó bị như thế này thế nọ, nó bị điếc, bị câm, bị què, bị quặt gì đó, tức là nó không lành lặn, nó bị bẩm sinh trong bụng mẹ. Thì chúng ta biết cái sắc nghiệp á, do cái sắc nghiệp, do cái nghiệp bất thiện cho nên đưa đến cái quả. Quả tức là nói đến cái tâm tục sinh, thì trong đó có cái gọi là sắc nghiệp tạo ra cho một chúng sinh đó, tạo ra cho một chúng sinh đó. Vì vậy cho nên là tái sanh ở trong khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Atula, đó là mình nói đến cái phi phúc hành. Như vậy thì ở đây đó là phi phúc hành, tức là chính chỉ cho sở hữu tư, tức là Chetana của chúng ta phối hợp với những cái tâm bất thiện, đặc biệt là 11 tâm bất thiện, 8 tâm tham, 2 tâm sân và 1 tâm si hoài, hoài nghi, dẫn đến cái quả khổ sầu ở trong tương lai. Đó là phi phúc hành. Cái điều thứ hai, mà cái hành thứ hai mà chúng tôi muốn nói nữa đó, đó là Punyavisankara, có nghĩa là phúc hành. Phúc hành ở đây đó chính là, quý vị biết rằng phúc hành hiểu là chính là những việc lành, những việc thiện mà chúng ta tạo ra. Mà ở trong những cái động cơ đó là vô minh duyên cho hành. Vì sao mà vô minh duyên cho hành? Bởi vì chúng ta hành động ở trong cái sự không hiểu biết. Không hiểu biết là gì? Không biết khổ, không biết tập, không biết diệt, không biết đạo, tức là không biết bốn thánh đế. Chúng ta không biết khổ cho nên chúng ta vẫn là hành động. Nhiều khi nói rồi là quý vị thấy nó hơi lạ, là gì đó, là tại sao đó là mình tại sao mình hành động những cái không biết mà mình hành động. Nhưng mà quả thật là nó nhiều khi chúng ta lại hành động trong những sự không biết. Chúng tôi nói ví dụ giống như ngày hôm nay mà quý vị không có làm gì hết, quý vị rảnh, quý vị ngồi xem tivi, xem tivi, rồi tình cờ có một cái người bạn của mình đến, bước vào cái cửa nhà của mình hỏi: ủa tại sao nay bạn không làm gì hết mà lại ngồi đây? Cái bạn mới trả lời, mình mới trả lời rằng là tại vì không biết làm gì cho nên ngồi coi tivi. Coi tivi có nghĩa là mình hành động trong những cái không biết, mà quả thật là chúng sanh hành động trong cái vô minh, cái không biết đó. Mà không biết ở đây là không biết khổ, không biết tập, không biết diệt, không biết đạo, tức là mình không giác ngộ được giáo lý tứ đế hoặc là các cái giáo lý chuyên sâu khác, mình không biết. Không biết ở đây có nghĩa là không có tu chứng đó, các vị.
không có tu chứng, chứ không phải là cái biết của mình là ai không ở thế gian này là có. Rồi qua mình học kinh, mình nghe giảng, rồi mình xem kinh, mình biết chứ. Sao lại nó không biết? Mà không biết ở đây có nghĩa là biết của cái trí thánh đạo đó. Không phải là cái biết trong cái sự tu chức của Bậc Thánh, mà là cái biết của người phàm phu. Cho nên là cái mình hành động, chúng ta hành động lại là hành động trong cái sự mê mờ. Cho nên là vô minh duyên cho hành là như vậy. Rồi bây giờ nói đến cái hành thứ hai chúng tôi muốn nói, tức là phúc hành. Tại sao mà nói là phúc hành ở trong phúc hành ở đây chính là chỉ cho cái gì? Xin và lỗi quý vị, trước nhất chúng tôi xin nói phúc hành tức là hành động thiện đó quý vị. Hành động thiện, mình hành động thiện, nhưng mà tại sao hành động thiện lại là vô minh trợ cho hành động thiện? Xin lỗi quý vị, nhiều khi là mình làm việc thiện nhưng là mình có một cái suy nghĩ khác, cái tác ý khác, cái tác ý khác. Ví dụ như một người cúng cái bông hoa cho Phật, thì cái người cúng bông hoa cho Phật á, thì hai người đều cúng bông hoa cho Phật. Cúng cái bông hoa đó, nghĩ là cái bông hoa này cái vật gì đẹp nhất cúng dường cho Phật, mình nghĩ vậy. Rồi một người nghĩ cúng dường cái bông hoa cho Phật cũng mong rằng là mình giảm bớt cái phiền não để mà mình sớm được giải thoát. Những cái gì đẹp nhất cũng mong rằng ở trong lòng, trong tâm của mình dứt sạch những phiền não để mình chấm dứt luân hồi sanh tử khổ đau. Thì cái người đó đó, nó vượt lên, nó lúc đó đó là nó không có bị chi phối của vô minh. Còn nếu như một người mà nghĩ rằng là tôi cúng cái bông hoa cho Phật, mình cúng cái bông hoa cho Phật mong là đời sau mình sẽ là một cái người phụ nữ đẹp để mọi người đeo đuổi mình, rồi một người thích thú mình sẽ được ông hoàng bà chúa gì đó, mình mong là mình được sanh lại cõi người, sẽ được là kẻ đưa người đó, kẻ sống sống sang trọng phú vị danh hoa, rồi sanh lại làm một thiên nữ thiên nam gì đó, mình được đầy đủ những cái phước của vị thiên đó. Thì hai cái hành động đó tuy là hành động giống nhau nhưng mà cái tác ý nó khác nhau. Cho nên nhiều khi trong cái hành động đó, nó lại bị chi phối trong cái vô minh, chi phối trong cái vô minh. Cho nên chúng ta cũng khéo ở trong đó, là tất cả những gì mà chúng ta làm điều thiện đó, thì chúng nên có một cái tác ý khéo ở trong đó. Tác ý khéo trong đó, nếu chúng ta không tác ý khéo thì vô hình chung tạo cho chúng ta sanh, kéo dài sanh tử luân hồi thêm. Mà càng kéo dài sanh tử luân hồi thêm thì chúng ta càng chất chứa phiền não, rồi càng lại khổ đau nhiều chừng đấy. Cho nên là cái việc chính á, là làm sao để chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên ý chúng tôi muốn nói ở đây, cái vì sao mà gọi là phúc hành, mà trong đó nó có cái sự vô minh nó trợ cho phúc hành. Mặc dù là cái người đó hành động thiện nhưng mà do rằng cái vô minh cho nên khiến cái người đó phải có một cái tác ý nó khác đi. Cái tác ý đó làm cho họ phải luân hồi sanh tử thêm, làm cho họ phải dây dẫn thêm ở trong cái nhân quả nghiệp báo này, nó kéo dài thêm nữa. Cho nên là ở đây đó phải nói rằng cái phúc hạnh nó vẫn tạo ra cái do cái sự chi phối của vô minh. Chúng tôi trở lại khi nói đến cái hành thứ hai ở đây đó, chính là sở hữu tư phối hợp ở trong tám tâm đại thiện và năm tâm thiện sắc giới. Nếu đây ai có học về diệu pháp thì biết tám tâm thiện sắc giới đó, thì quý vị thấy nè, tám tâm thiện sắc giới đó là thiện hợp trí, hữu trợ hay là vô trợ, thọ hỷ hay là thọ xả, gồm tất cả tám tâm. Ở đây chúng tôi không có liệt kê ra hết, nhưng mà tám tâm đó nếu ai học vị pháp thì biết. Như vậy thì mình làm việc thiện đó quý vị thấy không?
từ cái việc bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, tu tiến, tức là tham thiền của cho mình, rồi nghe pháp cũng vậy, rồi thính pháp, rồi nghe pháp, thính pháp đó, rồi nói pháp, rồi cải chánh tri kiến, làm những việc thiện không. Nhưng mà ở đây đó là nó bị sự chi phối của vô minh. Cho khi khi mình hành động gì đi đấy, mặc dù là hành động thiện, nhưng mà nó bị chi phối của vô minh, nó bị sự chi phối vô minh. Cho nên là nhiều khi là mình vẫn bố thí, vẫn trì giới, vẫn cung kính, vẫn tham thiện vậy, nhưng mà do cái vô minh nó chi phối mình, cho nên là mình hành động trong hành động thiện, nhưng mà rồi đó hành động thiện này quý vị thấy rằng cho quả tái sanh ở đâu? Ở trong các cái cõi cảnh giới vui, dục giới vui và cõi sắc giới, cõi sắc giới, cõi phạm thiên sắc giới. Bây giờ hành động thiện ở trong năm tâm thiện sắc giới, đó là cái người tu chứng thiền. Quý vị thấy không? Cái người tu chứng thiền sắc giới á, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nói trong kinh, theo kinh tạng, tức là chứng tứ thiền nè, tứ thiền sắc giới. Thì cái sở hữu tư ở đây nè, cái người đó đó, trước tiên đó là mình làm những điều thiện, mình cũng bố thí, cũng trì giới, cũng điều này điều kia, điều thiện. Bởi chính cái điều thiện đó khiến cho mình hành động, cái động cơ, cái sự chủ tâm của mình khiến cho mình phải hành động thiện. Khiến cho mình hành động thiện. Và khi mà hành động thiện, bố thí, trì giới, cung kính, phục vụ, những việc đó là những việc thiện không á. Nhưng mà nó chi phối của vô minh, chi phối của, do vô minh chi phối. Cho nên là nhiều khi không vượt ra khỏi. Rồi thế là mình tạo ra cái nghiệp bất thiện. Tạo ra cái nghiệp bất thiện là quý vị đã có đầu tư đó. Và có đầu tư. Đầu tư. Mình tạo cái nghiệp bất thiện là có đầu tư. Đầu tư đây, đầu tư thiện đó. Đầu tư tốt đó. Thiện. Rồi quý vị cung kính, quý vị bố thí, quý vị trì giới, thấy không? Mình làm những việc thiện không à? Cho nên nếu mà cái nhân mà mình làm á, mà nó chưa có đầy đủ những cái pháp độ, đầy đủ những cái phước để mà làm tiêu mòn cái phiền não của mình, thì mình tiếp tục luân hồi, mình hưởng phước, mình tái sanh ở cõi người dục giới vui. Dục giới vui ở đây đó, chúng tôi muốn nói trừ cõi khổ ra thì dục giới vui đó, là mình sanh lại loài người cũng gọi là dục giới vui. Tứ thiên dương cũng là dục giới vui, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, tha quá tự tại. Tức là những cảnh giới đó, những cõi đó, những vị phạm thiên, những vị chư thiên sắc giới, chư thiên dục giới đó, đều là những cái cảnh giới hưởng phước. Là do hành động phước lành của họ, phước hành của họ đó, hành động đó đó. Cho nên là nếu mà cũng bị sự chi phối của vô minh, cho nên là cái người mà bị chị vô minh á, là nó chi phối cho tiến trình sanh tử luân hồi của chúng ta. Rồi bây giờ nói đến một điều nữa, đó là những vị mà phạm thiên sắc giới, thấy không? Khi mà các vị phạm thiên sắc giới mà mình tu thiền đi, ví dụ như mình ở cõi người của mình, một vị mà lo tu thiền, tu tập thiền chỉ, thiền định đó, rồi chứng thiền, chứng thiền, nỗ lực tu tập vậy đó, cả đời tu tập về, rồi đến một lúc nào đó chứng thiền, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì vị đó chứng thiền, nếu không hoại thiền trước khi lâm chung đó, thì vị đó sẽ sanh về cõi phạm thiên sắc giới. Phạm thiên sắc giới, hành động tu thiền đó là hành động thiện đó. Hành động thiện đó là phước hành đó. Nhưng mà với điều kiện vị đó phải chứng thiện. Còn mình tu thiền, mặc dù tu thiền nhưng mà mình chưa chứng thiện thì mình cũng không có sanh về cõi phạm thiên sắc giới đâu quý vị. Mình không có chứng thiện thì không có sanh về cõi đấy. Nhưng mà cái tâm mình chết đó, lúc mà mình lâm chung đó, mà tâm mình được định tĩnh đó, thì do cái cận định, do cái cuối cùng của cái gọi là cận tử nghiệp đó, mà mình cái tâm mình định tĩnh thì cũng sanh về cảnh giới lành, hoặc mình sanh lại làm người, hoặc là mình sanh lại làm chư thiên, tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma gì đó. Bởi vì chúng ta chưa chứng thiền, cho nên là chúng ta cũng sanh về cảnh giới vui, nhưng mà không phải là phạm thiên sắc giới.
với điều kiện cái người mà chứng phạm thiên sắc giới là gì đó phải chứng sơ thiền. À, nếu mà mình chứng sơ thiền thì mình sẽ sanh về ba cõi sơ thiền. Xin thưa quý vị là vậy. Chứng sơ thiền thì sanh về ba cõi sơ thiền. Ba cõi sơ thiền đó là gì? Phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên, tức là ba cõi đó. Tùy theo cái năng lực tu tập thiền mình. Mà quý vị thấy là để mà mình chứng sơ thiền á, thì mình phải trau dồi nỗ lực, trau dồi tu tập rất là nhiều. Mình trau dồi tu tập bằng với cái đề mục mà mình trụ tâm, mình đạt được cái cận định, rồi đạt được cái kiên cố định, tức là định gọi là định mà chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó. Thì mình đạt được cận định. Cận định ở đây đó là gì? Upachara Samadhi, tức là cái trạng thái ở nội tâm của một cái người đã có được cái sự an định tập tễnh, an định, an tịnh tập tễnh, tức là cái tâm của mình gần đi đến định nhưng mà chưa có phải là định vững chắc, chưa phải là định vững chắc, mà mình còn giống như là một cái đứa trẻ mà mới tập đi vậy đó. Nó đi đôi ba bước cái nó té cái bịch, rồi nó đứng dậy đỡ nó dậy, hoặc đứng dậy rồi nó lại tiếp tục đi, đi đôi ba bước thì nó lại té cái bịch nữa. Thì cũng như cận định cũng như vậy, là cái tâm của mình chưa định được vững chắc. Rồi nhờ cái cận định đó chúng ta nỗ lực tu tập nữa, đến một mức độ nào đó thì chúng ta đạt được cái kiên cố định Appama Samadhi, tức là cái định kiên cố. Ở đây được chỉ cho cái loại là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Các vị thấy khi một người mà đạt được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, thì đó là một cái trạng thái đạt định được kiên cố. Và quý vị thấy rằng trong cái hệ thống thiền của chúng ta đó là như thế này. Chúng ta có năm cái loại triền cái, tức là Nikvarana, Pancha Nikvarana, tức là năm cái loại triền cái. Năm loại triền cái. Mà triền cái ở đây là pháp che ngăn cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình không định tĩnh, làm cho cái tâm của mình không có sáng suốt, làm cho cái tâm của mình bị mê mờ, vân vân. Pháp triền cái. Mà năm pháp triền cái này là gì? Đó là hôn trầm, thị miên ha, hôn trầm thị miên. Thứ hai là hoài nghi ha. Thứ ba là trạo cử ha. Thứ tư là tham dục ha. Thứ năm là sân độc. Thứ nhất á, là hôn trầm ha. Thứ nhì là hoài nghi ha. Thứ ba đó là sân độc ha. Thứ tư là trạo cử. Thứ năm là tham dục. Năm cái pháp đó nó che ngăn cái tâm của mình. Hôn trầm là một cái trạng thái ở nội tâm nó giả dưỡi ha, nó giả dưỡi, nó hạn chế cái sự suy tư, thân mình mệt mỏi mà tâm mình hạn chế cái sự suy tư, đó là hôn trầm. Nếu ai ngồi thiền mà bị gục gặt cái buồn ngủ, không có minh định được, không có định tĩnh được để mà mình nhận định được cái đề mục mình đang theo dõi đó, do cái sự hôn trầm đó, thì cái đó là cái pháp che ngăn thứ nhất. Cái pháp che ngăn thứ hai đó là hoài nghi. Cho những cái trạng thái cái nội tâm của mình có đến một mức độ nào đó thì mình lại không biết nên làm như thế nào, nên tin như thế nào, nên hành như thế nào. Cho nên là nó hoài nghi, nó là cái sự trở ngại. Đặc biệt là hoài nghi về ân đức của Tam Bảo, hoài nghi về cái chính cái pháp mà mình đang thực hành đó. Không biết là như vậy nó có đúng hay không, rồi nó có được tiến bộ hay không, hay là nó đang sụt lùi chúng ta. Khi chúng ta sanh như cái hoài nghi ấy, cho nên là chúng ta không có quyết đoán, thì nó là cũng cái trở ngại cho nội tâm của mình. Và cái thứ ba nữa là chúng ta bị sân độc, tức là cái lòng uất hận, hay là cái lòng không hài lòng, tức là cái sự sân hận khó chịu ở trong lòng của chúng ta khởi lên. Như vậy thì có những việc chúng ta thấy rằng mình không hài lòng,
với một những cái hoàn cảnh xung quanh thì đó cũng là một trong những cái gọi là sân hận rồi, chứ không phải là chúng ta đợi tới chúng ta là phải bực bội cái người này, quát tháo người này hoặc quát tháo người kia là sân hận, không đâu. Mà ngay cả những cái gì mà chúng ta không hài lòng với hoàn cảnh sống, nó cũng là một cái trở ngại rồi, ập gia và đó. Sự sân hận là như vậy. Rồi là cái thứ tư đó là pháp trạo cử. Trạo cử là cái trạng thái mà ở cái tâm của mình cứ lo nghĩ, lo sợ, phập phồng, phân vân lưỡng lự, xin lỗi, lo sợ, phập phồng, buồn, đau, cái này cái nọ. Khi chúng ta nhớ đến một cái việc gì đó làm cho tâm của chúng ta chao đảo, không có an tịnh được, đó là trạo cử. Và cuối cùng đó là cái trở ngại thứ tư nữa, thứ năm nữa đó, đó là tham dục. Chúng ta nghĩ đến sắc, thinh nương, vị xúc, và chúng ta dính mắc ở trong đó. Thì năm cái pháp đó gọi là năm pháp triền cái. Năm pháp triền cái. Năm pháp này gọi là che ngăn cái tâm của mình. Như vậy thì một người mà bị che ngăn cái tâm mình, làm hạn chế cái tâm của mình, đó là pháp triền cái. Cái người tu. Mà cái người tu á, là mình đạt được, làm sao mà được năm, đạt được năm cái chi thiền. Mà năm chi thiền này là cần vượt qua. Cần vượt qua. Và năm chi thiền này nó tương xứng, nó đối kháng, tương xứng với lại năm cái triền cái. Thí dụ như là tầm, là sơ thiền á, chúng ta nghe trong kinh mô tả là vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Ở đây trong kinh thì gom tầm tứ chung á, cho nên là vị tỷ kheo ly ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc, do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Thì cái chi tầm ở đây á, là cái chi mà để cái tâm mình, đem cái tâm mình hướng đến cái đối tượng, hướng đến cái đề mục, hướng đến cái đề mục. Cái tâm mình á, gom các cái pháp vậy, cái tâm mình hướng đến cái đối mục, đó là chi tầm. Chi tứ đó là bám sát vào cái đề mục, bám sát vào cái đề mục. Lúc bấy giờ nó kháng khích với cái đề mục, bám sát với cái đề mục. Mà chi tứ, chi tầm thì đối trị hôn trầm. Chi tứ là đối trị hoài nghi. Như vậy thì chi tứ là bám sát, sao sát với cái đề mục của mình, bám sát, không bao giờ mình rời bỏ cái đề mục của mình. Thì đó là chi tứ. Mà chi tứ thì đối trị hoài, hoài nghi. Rồi chi lạc á, là đối trị với sân độc. Ở một mức độ nào đó, cái trạng thái ở nội tâm của mình nó sẽ có cái sự an lạc, cái sự hỷ lạc ở trong nội tâm. Cái an lạc ở trong nội tâm, cái an lạc mà do thiền mang lại đó, nó khác với cái an lạc của bên ngoài. Cái an lạc này là cái an lạc nó rất tinh tế ở trong cái đời sống tu tập của một cái vị hành giả. Và cái an lạc này phát xuất từ ở cái nội tâm chính mình. Cho nên khi một người mà có được cái chi lạc sanh khởi lên, thì tự động nó áp chế được cái triền cái thứ ba ở đây, đó là trạo cử. Và cái chi thứ tư, tức là chi chi xin lỗi quý vị, chi hỷ là đối trị sân độc, còn chi lạc ở đây là đối trị trạo cử, đối trị trạo cử. Và chi định, chi lạc là chi thứ tư, chi định là chi thứ năm, là ở đây đối trị với là cái tham dục. Và khi mà mình chứng sơ thiền thì tự động là mình có tầm tứ. Nếu nói trong kinh tạng là mình chi tầm chi tứ nó sanh khởi lên, thì mình tự động khống chế, áp chế các cái triền cái, đó là hôn trầm và hoài nghi. Rồi nếu mà mình chứng nhị thiền thì mình sẽ có được cái chi chi hỷ. Chi hỷ thì tự động mình bỏ ra khỏi trầm tầm tứ, lúc này không không còn tầm tứ đề ấy nữa, mà nó vượt lên trên nữa rồi. Giống như là năm pháp đối kháng, khi mà một anh này đã được bị loại bỏ thì không còn cái anh, cái đối tượng để mà mình diệt bỏ nữa, cho nên là cái chi đó nó vượt qua, vượt qua.
Và cái cuối cùng á, là chí đắc được cái gọi là tứ thiền á, thì vị đó có cái chi làm cho chỉ lúc bấy giờ đó cái nội tâm chỉ còn xả và định. Và khi mà xả và định như vậy đó thì cái nội tâm của vị này sẽ dẹp bớt những, lắng dịu đi những cái pháp triền cãi, những cái pháp triền cãi. Như vậy thì ở đây đó có thể nói rằng là một cái người, một vị phạm thiên sắc giới mà tu thiền sắc giới đó quý vị, vị ấy cũng bằng thực hiện bằng cái tâm thiện của chính mình. Chi ở đây đó là phúc hành á, tức là chỉ cho cái sở hữu tư mà phối hợp với tám tâm đại thiện và năm tâm thiện sắc giới. Tám tâm đại thiện là chúng ta bố thí, chúng ta trì giới, cung kính, phục vụ, tùy ý, phước, hồi hướng, phước gì đó. Chúng ta tạo cái phước đó, rồi cái phước đó nó cho quả chúng ta tái sanh ở cảnh dục giới vui. Dục giới vui có thể nói là cõi người, cõi tứ thiên dương, đau lợi, đấu sức, dạ ma, quá lạc thiên, ta quá tự tại. Rồi cũng chính cái sở hữu tư này mà phối hợp với trong năm tâm thiện sắc giới. Tức là mình tu thiền mà chứng thiền đó, tu chứng thiền sắc giới đó, thì chính cái sở hữu tư này phối hợp với lại năm tâm thiện sắc giới. Khi mà năm tâm thiện sắc giới là mình tu chứng thiền, bởi vì khi mà mình chứng sơ thiền thì cái chúng ta nhớ rằng cái giai đoạn mà lộ trình tâm mà để mà chứng thiền đó, ở đây chúng tôi nói rồi, không biết là chắc cũng có vị hiểu mà có vị cũng không có từng mường tượng ra. Có nghĩa lộ trình tâm mình á, ở bốn cái sát na đầu tiên mà chúng ta biết là chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển tộc thì ở cái giai đoạn đó đó, mấy cái sát na đó đó là bằng những cái tâm thiện hợp trí của chính mình, tâm thiện dục giới hợp trí đó, tức là thiện hợp trí. Nhưng mà tới giai đoạn chuyển tộc thiền đó, thì nếu mà mình đắc sơ thiền thì chính cái tâm thiện sơ thiền nó làm cái nhiệm vụ đó, nó làm cho mình, làm chuyển hóa cho mình trở thành một vị chứng thiền, chứng sơ thiền, thì mình chính là cái tâm thiện sơ thiền. Đối với những người phàm phu, người tam nhân và đối với thánh hữu học thì đều là bằng với cái tâm thiện sơ thiền làm nhiệm vụ chứng sơ thiền đó, để vị trở thành một vị phạm. Khi mà từ bỏ cái thân này, vị đó sẽ tái sanh về cõi. Nếu vị đó ở cõi người á, thì vị đó bỏ cái thân này mà còn chứng chứng thiền á, nếu chứng thiền á, sơ thiền á, thì vị đó sẽ sanh về ba cõi, một trong ba cõi sơ thiền. Một trong ba cõi. Ba cõi sơ thiền đó là gì? Là phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, tức là cái giai đoạn mà chứng thiền của một cái vị hành giả mà chứng thiền, thì bây giờ đó là sở hữu tư nó phối hợp với những cái tâm thiện, đặc biệt là tám tâm thiện dục giới và năm tâm thiện sắc giới, thì ở đây được gọi là phúc hạnh. Và cái trường hợp thứ ba nữa đó là hành gọi là bất động hành, có nghĩa là anyeccha vissankhara, có nghĩa là bất động hành. Ở đây là sao? Vì sao được gọi là bất động hành? Bất động hành tức là chỉ cho sở hữu tư mà một vị phạm thiên vô sắc, tức là vị đó chứng thiền bốn thiền vô sắc đó. Bốn thiền vô sắc ở đây đó là là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi phi tưởng. Khi mà mình một vị đó tu chứng thiền vô sắc, tức là sở hữu tư phối hợp với là một trong bốn cái tâm thiện vô sắc, tức là thiện không vô biên, thiện thức vô biên, thiện vô sở hữu và thiện phi phi tưởng xứ, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi phi tưởng, tức là bốn cái thiện thiền vô sắc đó.
Thì ở đây được gọi là phi bất động hành. Vì sao? Vì ở đây đó là chúng ta nghiệp mà đưa đến cái quả vô sắc, tức là cái tâm nó hết sức là tinh tế, chỉ còn xả và định, chỉ còn xả và định ở trong thiền vô sắc nha, ở trong thiền vô sắc. Và vị này đó, nói chung là không có sắc, vô sắc là không có sắc, mà chỉ còn có cái tâm thức thôi. Cho nên cho quả tái sanh ở trong cõi phạm thiên vô sắc á, phạm thiên vô sắc ở đây được gọi là bất động hành. Thì chúng ta nhìn chung lại đó, bất phúc hành, phi phúc hành và bất động hành, và tất cả những cái sự hành động đó đó, nó đều bị sự chi phối của vô minh, chi phối vô minh. Vì vậy cho nên là vô minh duyên cho hành, vô minh duyên cho hành, cả phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Cho nên là chúng ta hiện hữu ở trong tam giới này, tam giới tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có 11 cõi, sắc giới thì có 16 cõi, và vô sắc giới thì có 4 cõi. Chúng ta hiện hữu ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, bắt nguồn từ ở cái hành động của mình. Mà hành động đó là cái sự đầu tư tạo tác của chúng ta, từ phúc hành, phi phúc hành đó, đó đều bị sự chi phối của mình. Cho nên gọi là avijja sankhara, sankhara paccaya đó, vinyanam, có nghĩa là vô minh duyên cho hành. Vô minh làm điều kiện, làm duyên cho hành, hành sanh khởi. Mà hành ở đây là chúng ta tạo nghiệp bất thiện, chúng ta tạo nghiệp thiện, ngay cả cái nghiệp mà cho quả tái sanh ở cõi vô sắc thì cũng được gọi là bất động hành. Mà cả hành này đó, cho nên là dẫn đến cái quả cho chúng ta tái sanh cõi khổ cũng có, cõi vui cũng có, hay nói cách khác tức là 31 cõi đều là do cái hành động này, do cái hành động này. Vì vậy cho nên là vô minh duyên cho hành á, là vô minh làm điều kiện cho hành. Và khi chúng ta có hành động, có tạo tác, có đầu tư, thì chúng ta có cái sự hiện khởi ở trong cuộc sống của chúng ta, có sự hiện khởi ở trong cuộc sống của chúng ta. Và đó là một trong những cái sự hiện hữu trong cuộc đời này, khi chúng ta có thân này, có thân kia. Vì vậy cho nên là nếu như mà mình chưa có chứng ngộ lý duyên khởi, cũng có nghĩa là mình chưa chứng quả vị, chưa có chứng quả vị vô sanh đâu quý vị. Cho nên là cái lý duyên khởi ở đây tức là 12 nhân duyên đó, mà mình nói trong cái cách khác tức là những cái pháp tạo nên sự hiện hữu trong cuộc đời này, đó chính là hành. Mà hành ở đây là chỉ cho ba loại hành, tức là bất động, xin lỗi, phi phúc hành, tức là hành động bất thiện, chỉ cho sở hữu tư phối hợp ở trong 12 tâm bất thiện. Cụ thể hơn tức là 11 tâm bất thiện đưa đến quả khổ sầu, trừ cái tâm si phóng dật ra, bởi vì si phóng dật thì đưa đến quả luân hồi thôi, chứ không phải là đưa đến quả khổ sầu. Rồi cái phúc hành thứ hai tức là sở hữu tư mà phối hợp với 8 tâm đại thiện, cũng như là 4 tâm thiện, 5 tâm thiện sắc giới, cho quả chúng ta tái sanh ở trong cảnh giới dục giới vui, hay và các cái cõi sắc giới, cõi phạm thiên sắc giới. Và bất động hành tức là sở hữu tư phối hợp trong 4 tâm thiện vô sắc, tạo ra quả tái sanh ở trong cõi vô sắc, mà chúng ta biết là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng, phi phi tưởng. Như vậy thì 12 cái mắt xích này, trước tiên là chúng ta nói đến cái mắt xích thứ hai, tức là mắt xích vô minh duyên cho hành. Mà hành chúng tôi đang nói như vậy, chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Thì trước khi lời, chúng tôi xin được chúc quý vị và quý ngài luôn được sự an lạc. Buổi học sau chúng ta sẽ tiếp tục học những cái phần còn lại. Rồi bây giờ chúng tôi xin được dứt lời. Xin mời MC lên đọc phần nghiền ngữ.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân. Và kính thỉnh Đại Đức Tuệ Đức chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và kính thỉnh Đại Đức, kính dâng minh đến Đại Đức. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin kính lên đại ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con xin đại diện cho chư tăng để phúc chúc đến đạo tràng. Phật Quát Tu Sát Ba Mang A Lang Ra Khan Tu Sát Ba Đề Vật Ta Sát Ba Bồ Tát Nu Pha Quê Na Sa Đa So Thi Phật Quan Tu Tề Phật Quát Tu Sát Ba Mang A Lang Rakhantu sabba devata sabba tamma nuva ve na sada sotte bhavantu te bhavatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sangha nuva ve na sada sotte bhavantu te. Tất cả phước bao hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, tất cả sự thành tựu hằng có đến người. Sitiya chanagata sikthama tu sikthama tu sikthama tu idang phalang e tasming ratanatay Yasmin Sadana Che Ta Son. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn. Và sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân.